Chốt phiên vào dạng sáng nay ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam, cả ba chỉ số chính trên sàn chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. Trong đó, chỉ số Dow Jones và S&P 500 có mức đóng cửa cao kỷ lục. Cụ thể, chỉ số Dow Jones chốt phiên tăng 83,57 điểm, tương đương tăng 0,20%, đạt 42.208,22 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng thêm 100,25 điểm, tương đương 0,56%, mức điểm mới là 18.074,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,36 điểm, tương ứng 0,25%, đạt 5.732,83 điểm. Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,57% xuống 135 điểm. Đồng Yên Nhật tiếp tục tăng giá so với đồng USD, tỷ giá mới là 143,15 Yên đổi 1 USD. Giá vàng chưa dứt đà tăng với giá vàng giao ngay đắt thêm 1,15% lên 2.658,69 USD một ounce. Trên thị trường năng lượng, kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 9, giá dầu Brent tăng 1,27 USD một thùng lên mức 75,17 USD một thùng. Dầu QTI đóng cửa tăng thêm 1,19 USD một thùng, giá mới là 71,56 USD một thùng. Tại thời điểm khảo sát vào sáng sớm nay ngày 25 tháng 9, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng miếng SCC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SCC và tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji cùng niêm yết ở mức mua vào 81,5 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 83,5 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng một lượng so với dạng sáng qua, chênh lệch hai chiều là 2 triệu đồng một lượng. Tương tự giá vàng miếng SCC được công ty trách nhiệm hiếu hạn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,5 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.146 đồng đổi một USD, tăng 20 đồng so với phiên trước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.938 đến 25.353 đồng một USD. Vietcombank cuối ngày hôm qua niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.400 đồng một USD, bán ra ở mức 24.770 đồng một USD, giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt ngày giao dịch tiền trước. Vietinbank công bố giá USD mua tiền mặt là 24.280 đồng một USD, bán ra ở mức 24.780 đồng một USD, giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt ngày giao dịch trước đó. BIDV niêm yết giá USD mua tiền mặt là 24.450 đồng một USD, bán ra ở mức 24.790 đồng một USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán.